Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn là tải game MediaWorld trên PC nha. Thì các bạn truy cập vào trang này với mình nha. Đấy. Rồi sau này mình sẽ để link trong phần mô tả luôn. Đấy, kích vào đây. Tải phiên bản cho Windows này. Đấy. Đấy. Kích vào. Đấy. Server. Cần bấm open, mở lên và cài đặt. Như mình là cài đặt rồi nên mình không cần cài lại làm gì nữa. Đấy, sau khi cài xong các bạn sẽ mở lên sẽ thấy một giao diện trên màn hình chính này. Đấy, click vào. Đấy, nó sẽ nổi game lên cho các bạn luôn. Đấy, như mình hướng dẫn nên mình đang nhập tài khoản khách nha, còn các bạn có thể đăng nhập tài khoản của các bạn vô tài khoản chính đấy. Đấy, mình vừa hướng dẫn nên đang tài khoản khách rồi. Đăng nhập cho xong là nó hiện lên nha, màn hình như thế này để cho nó chạy nha. Đấy, bị lỗi gì rồi, kệ nó đi. Đấy, bây giờ vào game rồi đấy. Tại game chơi trên PC rất là dễ à. Đấy, giao diện chính của trên phiên bản trên máy tính này. Các bạn mà khi nào mà tải mà bị lỗi thì vui lòng gỡ cài đặt nha. Đang cài mà bị lỗi tắt máy, khởi động lại rồi cài lại là sẽ chơi được bình thường. Đấy, phần cài đặt này, đấy, kích vào setting. Đặt là âm thanh này, đấy, to lên này, nhỏ này, tắt luôn, tắt âm thanh này, tắt nhạc này. Đấy, các bạn sẽ sửa tên nhân vật này. Đây bạn có thể chọn giao diện màu xanh này, màu xanh dương, màu vàng này. Trong ngôn ngữ nha, màu đó tiếng Việt này, trong ngôn ngữ này. Các bạn đợi lại nha, khi nó, lúc nãy mình đổi ngôn ngữ nó sẽ reset là bây giờ không có tiếng Việt cho các bạn nữa. Cho các bạn thôi. Chắc chắc cày con chó nào nó hú này, chắc cày đấy, map rất là đẹp đấy. Chơi trên máy tính thì điều khiển dễ hơn. Con chó sói này bắt về làm thịt luôn. Chó sói mà kêu ăn tha cho nó sống. Đây nó cắn mình, cắn mình luôn. Ấy cắn cái tao mày, cắn tao à, dính đuổi theo mình này, đuổi theo mình đấy. Có thịt nướng ăn liền, chắc cay đấy.
Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tải được game rồi đấy. Nếu bạn gì nào có thắc mắc gì thì inbox cho mình nha, mình sẽ ít lộn các bạn comment vào